Cuối giường mắc sáu lỗi phong thủy kiêng kỵ này, bảo sao nghèo bền vững, tiền bạc đội nón ra đi. Trong phong thủy, giường ngủ rất được coi trọng, vì đây là nơi chúng ta nghỉ ngơi để khôi phục năng lượng cho ngày hôm sau. Nhưng nó cũng là nơi dễ gây ra cho chúng ta những tổn thương nhất. Vì khi ngủ, chúng ta ở trạng thái bị động, chịu tác động của các nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh. Gia đình quý vị có đang tận dụng vị trí trống cuối giường để sắp xếp đồ đạc hay không? Và có phải vật dụng nào để ở cuối giường cũng được? Mời quý vị hãy cùng chương trình tham khảo 6 thứ không nên đặt ở cuối giường để đảm bảo sức khỏe, tránh hao tài tán lộc quý vị nhé. Đầu tiên, không để hoa có mùi thơm quá nồng ở cuối giường. Đặt hoa và cây cảnh trong phòng ngủ có tác dụng thanh lọc không khí, tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian sống. Tuy nhiên, những loại hoa có mùi quá nồng như hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa ly, hoa tulip, hoa tiên ông nên tránh đặt trong không gian nhỏ như phòng ngủ vì dễ gây khó chịu, thậm chí là dị ứng. Bên cạnh đó, những loại cây yêu cầu tưới nhiều nước hay bón phân thường xuyên cũng không thích hợp đặt cuối giường ngủ. Nếu bạn muốn trong phòng ngủ có cây xanh và hoa, hãy ưu tiên những loại hoa có mùi thơm nhẹ giúp tinh thần thư giãn như oải hương, hoa thu hải đường, hoa rành rành. Đối với cây cảnh, bạn nên lựa chọn cây quang hợp ngược, tức nhả khí oxy vào buổi tối như cây nhà đàm, lưỡi hổ, cây cỏ nhện, trầu bà, cây thường xuân, vân vân. Thứ hai, không nên đặt gương ở cuối giường. Theo phong thủy, việc sử dụng gương đúng cách sẽ làm tăng thêm phúc khí cho ngôi nhà. Ngược lại, nếu bạn đặt gương sai vị trí, vận khí sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia đình bất hòa, hao tài tán lộc. Gương có khả năng phản chiếu năng lượng, do đó, khi đặt gương cuối giường sẽ tạo cảm giác bất an. Cụ thể, khi tỉnh giấc vào ban đêm, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bạn rất dễ bị giật mình khi thấy hình mình trước gương. Về lâu dài, tình trạng này tác động xấu đến chất lượng giấc ngủ và khiến tinh thần của bạn bị uể oải. Nếu cần đặt gương trong phòng ngủ, bạn có thể bố trí gương phía bên trong tủ quần áo. Ngoài ra, bạn cần lưu ý thêm, không nên treo quá nhiều gương trong một phòng. Không treo gương đối diện cửa ra vào hoặc cửa sổ. Thứ ba, không để thùng rác ở cuối giường. Một thói quen không tốt nhiều người hay mắc phải đó là đặt thùng rác cuối giường để vứt rác nhanh mà không cần rời khỏi giường. Tuy nhiên, thùng rác chứa nhiều chất bẩn, mang năng lượng xấu và uế khí. Nếu bạn đặt cuối giường, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tài lộc. Tốt nhất, thùng rác nên đặt cách xa giường ngủ, có thể ở góc phòng hoặc ngay cửa ra vào. Bên cạnh đó, bạn cần lựa chọn loại thùng rác có nắp đậy để ngăn mùi hôi và các loại côn trùng. Ngoài ra, bạn nên duy trì thói quen đổ rác thường xuyên, tránh để phòng ngủ có mùi hôi khó chịu và sản sinh nhiều vi khuẩn gây hại. Thứ tư, không nên để thiết bị điện cuối giường. Hiện nay có rất nhiều gia đình lắp TV ở cuối giường ngủ để vừa nằm vừa xem phim. Mặc dù đây là cách thư giãn rất thoải mái, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe con người. Các thiết bị điện tử như TV, laptop, điện thoại, máy tính bảng sản sinh ra sóng điện tử. Loại sóng này tác động trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, khiến tinh thần của bạn trở nên mệt mỏi và uể oải. Vì thế, bạn không nên đặt các đồ dùng điện tử ở vị trí cuối giường. Trong trường hợp cần thiết, bạn hãy bố trí những thiết bị này cách xa giường ngủ và chỉ nên sử dụng trong một thời gian ngắn. Thứ năm, đồ nội thất có kích thước lớn không nên đặt cuối giường. Ở phía cuối giường, bạn không nên đặt những đồ dùng nội thất có kích thước lớn hay kiểu dáng rườm rà, tránh để phòng ngủ bí bách và chật chội. Nội thất chiếm quá nhiều diện tích sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông không khí, khiến việc sinh hoạt trở nên bất tiện. Thứ sáu, không nên đặt giày dép ở cuối giường. Giày dép là một trong những thứ bạn không nên đặt cuối giường ngủ, vì giày dép đã sử dụng
chứa nhiều vi khuẩn và mùi hôi khó chịu. Những yếu tố này tác động xấu đến chất lượng không khí trong phòng ngủ, tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra, theo chương trình tìm hiểu thì thuốc men, dao, kéo, kiếm cũng là những vật dụng cấm kỵ không được đặt cuối giường. Bởi những đồ dùng này mang năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và tinh thần của con người, đồng thời khiến tài lộc bị hao tổn. Quý vị thân mến, trên đây là 6 thứ không nên đặt ở cuối giường để tránh tác động xấu đến sức khỏe và phong thủy. Quý vị hãy lưu lại ngay để không phạm phải những sai lầm trong sắp xếp giường ngủ nhé. Bên cạnh 6 thứ không nên đặt ở cuối giường kẻo gia chủ nghèo bền vững, tiền bạc đội nón ra đi, thì khi sắp xếp nội thất phòng ngủ, ngoài yếu tố thẩm mỹ, quý vị cũng cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố phong thủy, nhất là khi kê giường ngủ. Nếu kê giường ngủ sai vị trí hoặc không phù hợp, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, gia đình bất hòa, tiền tài cạn kiệt. Vậy cần kiêng gì khi kê giường ngủ? Thứ nhất, đầu giường kiêng kỵ để xà ngang ép đỉnh. Đầu giường có xà ngang ở trên gọi là huyền châm sát, chủ tổn nhân khẩu. Vì thế, nếu đầu giường có xà ngang ép đỉnh, sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Nếu giường kê trong phòng ngay dưới rầm ngang, sẽ hình thành cảm giác như luôn bị đè nén. Trong thuật xem phong thủy gọi là hung hình. Rầm ngang nằm bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu rầm ngang vắt ngang qua đầu giường sẽ làm bạn luôn cảm thấy nhức đầu, đồng thời tính tình cũng trở nên khô khan. Cần chuyển giường tới vị trí khác không có rầm chạy qua, hoặc làm chân giả che lấp rầm ngang. Thứ hai, đầu giường kiêng hướng thẳng vào cửa phòng. Trong trường hợp ấy, có thể kê giường ra chỗ khác để tránh chiếu thẳng vào cửa phòng. Nếu không thể xê dịch được giường thì có thể làm như sách cổ đã ghi, đặt một tấm bình phong giữa cửa phòng với đầu giường để ngăn cách. Đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng thuộc loại hung khí xung, dễ gây mất ngủ, tinh thần hay hoảng hốt, đồng thời trí nhớ giảm sút, dễ phạm sai lầm, không phân biệt rõ đúng sai. Chuyển đầu giường ra chỗ khác, tốt nhất đầu giường kê lệch một góc với cửa phòng, tránh đối diện. Nắng chiếu vào đầu giường hoặc để đầu giường có nguồn sáng mạnh chiếu vào gọi là hung quang. Đầu giường bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn sự cáu kỉnh, nóng nảy. Các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới số đào hoa của bạn. Tốt nhất bạn nên chọn xem ngày tốt xấu trong tháng để thay đổi vị trí đầu giường. Nếu không được, có thể đan giấy kính lọc phản quang, sau đó mắc rèm che nắng cho đầu giường của bạn. Thứ ba, đầu giường kiêng chiếu thẳng vào nhà vệ sinh. Nếu cửa toilet hướng thẳng vào đầu giường, bạn đã phạm phải hung vi. Do toilet luôn tỏa ra mùi xú uế và tiếng nước rội rửa làm bạn khó ngủ và làm thần kinh bạn luôn căng thẳng, nên chuyển vị trí đầu giường ngược lại, đồng thời luôn chú ý đóng kín cửa toilet và thông gió để giảm mùi xú uế. Thứ tư, đầu giường kiêng chiếu thẳng vào bếp đun. Trước phòng ở có bếp đun, tâm thống cước tật. Lửa bếp rừng rực, khói mỡ khi xào nấu xông vào rất không thích hợp với sức khỏe, sẽ sinh ra các chứng bệnh như đau tim, thổ huyết và đau chân, vân vân. Thứ năm, giường ngủ kiêng kê sát vào bếp đun. Bếp đun là nơi sinh hỏa nấu thức ăn, rất nóng bức, vì thế không được kê sát với giường ngủ. Giường ngủ kê sát vào bếp đun có tường ngăn cách rất không nên. Phương pháp bổ cứu là xê giường ngủ tới một chỗ khác của phòng ngủ. Làm như thế có thể hóa giải được nhiều tai nạn và bệnh tật, đau đớn. Ngoài ra xin chú ý, giường ngủ cũng không nên kê sát vào nhà xí. Thứ 6, đầu giường kiêng kê sát vào cửa sổ. Trong phong thủy học, đầu giường kê sát vào cửa sổ thì không tốt, rất không thích hợp đối với an ninh của gia đình, trừ một số trường hợp đặc biệt. Nếu không, đầu giường nên cố gắng tránh sát vào cửa sổ. Thứ 7, đầu giường kiêng không kê sát vào tường.
đầu giường không nên lộ không. Điều đó có nghĩa là đầu giường không kê sát vào tường, không có chỗ dựa, không có chỗ che chở. Thế thì hung nhiều, cát ít. Nếu hai đầu giường đều không kê sát vào tường thì càng kiêng kỵ. Nếu quả thật đầu giường không kê sát tường được thì cuối giường phải kê sát vào tường, cũng có thể bổ cứu được. Ngoài ra, có một số sách có thể bổ cứu, đó là đặt một cái tủ ở trên đầu giường cạnh vách tường. Điều thứ 8, đầu giường kiêng chiếu thẳng vào gương. Trong phong thủy học, gương dùng để ngăn sát, có tác dụng phản xạ sát khí xông thẳng vào, cho nên gương, dù không phải là gương bát quái hay gương lõm, không thể để chiếu thẳng vào mình, nhất là không thể chiếu thẳng vào đầu giường mình, bởi vì bản chất của gương là chuyển động, đánh mất đi sự yên tĩnh cho không gian nghỉ ngơi của bạn. Thứ 9, giường ngủ kiêng chiếu thẳng vào ống khói. Ống khói làm cho chủ giường khó sinh nở, vì thế giường ngủ không nên chiếu thẳng vào ống khói. Nếu xảy ra trường hợp này thì phải kê giường ngủ ra chỗ khác, để khi ngủ trên giường không nhìn thấy ống khói là được. Ngoài ra có thể cân nhắc che chở cửa sổ để tránh nhìn thấy ống khói, đỡ giật mình. Không nói đến phong thủy, chỉ riêng nhìn khói bốc lên cũng đã có hại cho sức khỏe rồi. Thứ 10, giường ngủ kiêng cầu thang ép đỉnh. Giường ngủ đặt ở dưới chân cầu thang là không nên, dù cầu thang ở bên phòng ngoài. Không nói về phong thủy học, chỉ riêng tiếng bước chân đi lên xuống cầu thang cũng làm cho người ta khó ngủ. Quý vị thân mến, hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà Phật giáo khuyên nên làm nhất trên đời. Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về công lao to lớn đó. Câu chuyện Phật dạy về lòng hiếu thảo đáng suy ngẫm. Ba bao gạo mốc xanh của người mẹ tật nguyền và tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai. Khi cậu con trai đến tuổi đi học, cũng là lúc gia đình chị phải đón nhận thêm một tin buồn. Chồng chị qua đời vì bạo bệnh, do không đủ tiền chữa trị. Đã nghèo rồi, lại còn nghèo hơn. Cơ cực bần hàn cứ đeo bám, không buông tha cho gia đình chị. Hai mẹ con tự tay mai táng cho người chồng, người cha bạc mệnh. Chị quyết định ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con. Còn cậu con trai biết thương mẹ nên kỳ học nào, năm học nào cũng đạt thành tích tốt, mang giấy khen về cho mẹ. Giấy khen của cậu con trai hiếu thảo dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn hơn, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má xương sầu của người mẹ đáng thương. Học hết cấp 2, cậu con trai thi đỗ vào trường chuyên của huyện. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên vai chị. Không may, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu, cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác ấy khiến mẹ cậu bị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao động chính trong gia đình, giờ đây chị không thể đi lại bình thường như xưa nữa, nên chuyện làm nông chị cũng không làm được. Cậu bé vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học. Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra. Có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ, chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác con không phải bận tâm. Hai mẹ con tranh luận rất lâu. Cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được, mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má, cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai 16 tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở. Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần.
Ít lâu sau, có một người mẹ lặc lè vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị nói: "Chị đặt lên cân đi, mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra." Chị cẩn thận tháo túi. Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng: "Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem, gạo của chị lẫn lộn đủ thứ. Vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt, lẫn gạo mốc xanh đỏ, cả cám gạo nữa. Đây, còn có cả ngô nữa. Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được?" Thầy vừa nói vừa lắc đầu. "Nhận vào." Thầy nói, không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói: "Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy?" "Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước." Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay, khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thãi vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về. Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra, rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm. "Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì, chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao?" Thầy thông cảm, thầy nhận cho. Ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế. Người phụ nữ bối rối: "Thật buồn cười cái nhà chị này. Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào." Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị. Người mẹ im bặt. Mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lí nhí cảm ơn thầy, rồi lại lặng lẽ bước thấp, bước cao ra về. Dáng chị liêu xiêu, đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa. Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo, chị lại đến, vẫn dáng đi siêu vẹo, mồ hôi mướt mải trên trán, ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị. Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một, như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ. "Tôi đã nói với chị thế nào? Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố, không thay đổi thế này. Chị mang về đi, tôi không nhận." Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày, đột nhiên bùng phát. Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi tràn chứa trên gương mặt, sớm hẳn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ chị khóc vì tủi thân và xấu hổ, khóc vì lực bất tòng tâm. Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế. Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng, một bên chân quắt queo lại. "Thưa với thầy, gạo này là do tôi đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm. Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con tôi thất học mất." Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ, khi xóm làng còn chưa thức giấc, chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, xóm khác xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết.
Lần này, người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ: "Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ. Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này, tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó." Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn: "Xin thầy, tôi có thể lo cho cháu. Dù không đủ đầy như các bạn, nhưng tôi lo được. Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín dùm cho." Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy, như người mà chị mang một hàm ơn lớn. Đưa tay quệt mắt, rồi lại nặng nhọc liêu xiêu ra về. Lòng thầy xót xa. Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trưởng giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra, học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mỉm cười sung sướng. Có một điều rất lạ rằng, trên sân khấu hôm ấy, có 3 bao tải dứa xù xì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin, nuôi con học thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở 3 bao tải ấy ra. Đó là 3 bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về. Thầy nói, đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu. Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa đang được thầy Hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. Chúng tôi biết kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép được nói ra, vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em. Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả. Mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò khắc khổ. Mái tóc đã sớm điểm bạc. Mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến. Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông, run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã dành cho mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị dành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng: "Mẹ ơi, mẹ của con!"